cùng iSpy Channel tìm hiểu tại sao rất nhiều người muốn sở hữu đồng hồ đắt tiền, những giá trị mà một chiếc đồng hồ đắt tiền mang đến cho chủ sở hữu. Từ trước tới nay, nếu có điều kiện theo dõi những mẫu tin tức về những chiếc đồng hồ xa xỉ từ những thương hiệu chỉ dành cho giới thượng lưu, chắc chắn sẽ có đôi lần bạn phải giật mình vì cái giá mà bạn phải bỏ ra để sở hữu những món đồ nằm gọn trong lòng bàn tay ấy, đơn cử một chiếc đồng hồ Rolex loại rẻ nhất bạn có thể tìm trong những cửa hàng xa xỉ thường có giá 5.000 đô la Mỹ tương đương khoảng 100 triệu đồng. Những thương hiệu khác đại loại như Tag Heuer thì có thể rẻ hơn, nhưng cũng ít khi có mắc giá dưới 1.000 đô la Mỹ. Cá biệt, có những mẫu đồng hồ từ những nghệ nhân nổi tiếng thế giới như Patek Philippe đôi khi yêu cầu bạn phải là một tỷ phú để có thể chạm tay vào những sản phẩm của họ. Vậy có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi, vì sao những chiếc đồng hồ lại có những mức giá thượng vàng hạ cám như vậy? trong khi một chiếc Casio thông thường chỉ có giá thấp nhất tầm 1 triệu đồng, thì một chiếc đồng hồ khác lại có cái giá của một chiếc xe hơi. Dưới đây là một vài lý do, đẳng cấp, địa vị. Khi ông Radoslaw Sikorski, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan sang hội đàm tại Ukraine, các đồng nghiệp và đối tác người Ukraine, theo như đưa tin, đã cười ông chỉ vì ông đeo một chiếc đồng hồ điện tử của Nhật với giá chỉ 165 đô la Mỹ. Một tờ báo Ukraine đã đưa tin về sở thích của các bộ trưởng nước này nhiều người trong số họ đang sở hữu những chiếc đồng hồ đeo tay trị giá trên 30.000 đô la Mỹ. Thậm chí một ông nghị Ukraine quốc hội Ukraine được gọi là Verkhovna Narada hoặc Rada, còn cho biết ông đang đeo chiếc đồng hồ với giá bán lẻ trên 6.000 đô la Mỹ. Không thể phủ nhận điều này, không chỉ thể hiện đẳng cấp về mặt thời trang sành điệu, nó còn đánh bóng thêm đẳng cấp của chủ nhân khi sở hữu chúng trên tay. Việc sở hữu một chiếc đồng hồ xa xỉ đồng nghĩa là bạn đang khẳng định bạn đang thuộc về tầng lớp nào của xã hội chung hay thượng lưu, người nổi tiếng, doanh nhân hay lãnh đạo cấp cao, làm cho chủ sở hữu tự hào. Trong cuốn The Theory of The Leader Class Tạm Dịch, lý thuyết về giai cấp giàu có xuất bản năm 1899, Thorstein về Plan cho rằng ngay khi yếu tố cơ bản của địa vị xã hội trở nên tốt hơn, chứ không phải sự thông thái, kiến thức, sự liêm chính đạo đức hoặc kỹ năng trận chiến, người giàu cần tìm ra cách tiêu tiền với mục đích chính không có gì khác ngoài phô bày bản thân sự giàu có khi bỏ ra số tiền khổng lồ để sở hữu một chiếc đồng hồ đẹp, chắc chắn ai cũng phải có sự tự hào. Đặc biệt là khi những người xung quanh bạn biết cái giá chiếc đồng hồ bạn đeo trên tay, và rồi một nửa tỏ vẻ ghen tị, số còn lại thì ngưỡng mộ bạn. Vì tên tuổi của hãng, những người kỹ tính thường chọn đồng đắt giá vì tên tuổi của hãng sản xuất, sự nổi tiếng và uy tín mà thương hiệu đã gây dựng thành công bao nhiêu đời nay theo nghiên cứu của một công ty thị trường thì đại đa số người tiêu dùng đều tin tưởng vào tiếng tâm của các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng và còn vì độ sang chảnh mà thương hiệu đó mang lại thích đồng hồ cơ học rất nhiều người chọn mua đồng hồ đắt tiền chỉ vì thích đồng hồ cơ học chúng càng đắt giá độ chính xác về thời gian càng cao hoạt động bền bỉ hơn những chiếc đồng hồ cơ thường đắt tiền hơn nguyên do chủ yếu là vì chi phí sản xuất cao hơn do phải làm nhiều chi tiết hơn vì đòi hỏi kỹ thuật tỉ mỉ hơn nên cần đến kinh nghiệm và tay nghề của các thợ sản xuất đồng hồ vì nguyên liệu làm đồng hồ cơ vàng đá quý các kim loại đặc biệt đắt tiền hơn hệ thống phân phối với số lượng ít hơn thì giá sẽ cao hơn và vì chế độ bảo hành phức tạp do có nhiều chi tiết hơn bị mê hoặc bởi thiết kế đẹp tinh xảo và cấu tạo từ những viên đá quý những loại đồng hồ đắt tiền là sự cách tinh trong công nghệ và tinh hoa nghệ thuật Đồng hồ càng đắt đồng nghĩa với việc sự tinh tế trong chế tác và tinh xảo trong thẩm mỹ càng cao. Một chiếc một đồng hồ được đính những viên kim cương sáng long lánh sẽ làm cho chủ sở hữu bật lên được vẻ sang trọng và phóng khoáng. Để sưu tầm, có rất nhiều người thích sưu tầm những loại đồng hồ cổ hoặc những phiên bản có giới hạn, nhưng những chiếc đồng hồ đó không hề có giá dễ chịu chút nào. Có những chiếc trị giá đến hàng triệu đô la và điển hình như chiếc đồng hồ Jolene mẫn chết của jaeger An trẻ thương hiệu lâu đời và có uy tín tại Thụy Sĩ có giá từ 26 triệu đô la Mỹ trở lên, chạy theo mốt đồng hồ. Thông thường những mẫu đồng hồ mới ra mắt thường có giá cao hơn các sản phẩm cũ cùng phân khúc, chúng mang những cải tiến mới của động cơ, thẩm mỹ và xu hướng thời thượng mới. Icefy Channel là kênh update thông tin sản phẩm 24 trên 7. Vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé.